Đâu đâu, ứng tuyển đâu đấy? Đây đây, bà kia ghi ghi cái sách anh kia. Cái đấy, cái. Ê, em đăng ký người. Dạ, đăng ký. Chị tới đăng ký thành viên đảng hả? Dạ vâng, em ứng tuyển. Rồi, chị đợi ngoài này xíu nha. Lát họ phỏng vấn xong anh kia là tụi em kêu chị vô. Dạ vâng. Dạ. 5 minutes later. Rồi, bye. Em. Vô đi. Vâng. Chị Mel ơi. Người tiếp theo vô được chứ chị? Đợi cho người tiếp theo vô. Dạ vâng. Trời ơi, em chào chị nha. Rồi bước vô đây đi em. Dạ đây. Trời ơi, em gái vậy mà cơ nhở không ai cho em nương tựa hả? Dạ vâng, đúng rồi chị ơi. Thì hiện tại là em vô gia cư, em không có gia đình anh chị ạ. Ừ rồi, trước tiên cho chị hỏi tên nha. Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em tên Nắng 18 tuổi ạ. À Nắng 18 tuổi. Vâng. Dạ. Mấy đứa sao vô ứng tuyển toàn 17, 18 không thì trẻ người non dạ sao vô găng được trời. Ôi, không chị ạ, em tuy trẻ người non dạ nhưng mà skill thì rất là nhiều ạ. Đây chị cần là chị cần làm vài đường. Rồi, chị sẽ có một số câu hỏi gọi là những câu hỏi để xem coi những thành viên này có hợp ý hợp nhãn với mình không. Thì câu hỏi đầu tiên em sẽ dùng vị tinh thần trả lời chị nha, những câu hỏi đều quan trọng lắm đó. Dạ vâng, em sẵn sàng. Thì nếu mà ứng tuyển xong á thì em nhớ cho chị số điện thoại. Nếu mà em đậu á thì sẽ có người gọi điện liên lạc với em và có limousine tới trước em về găng nha. Ôi, limousine luôn ạ. Tại vì găng chỉ có một cái là vậy nè, găng chỉ là mua nhà xong mới tuyển thành viên là đem tụi em về nuôi thôi, còn các găng khác là tuyển thành viên làm giàu cho găng, đúng chưa? Vâng. Chị là mua nhà xong rồi mới tuyển cho em đem về nuôi thì chúng ta cùng nhau đi làm những ví dụ vui vẻ. À vâng, hóa ra là em tìm đúng nơi rồi chị ạ. Ừ, đây này chỉ nuôi thôi, nuôi và đi chơi thôi. Rồi, câu hỏi đầu tiên, theo em, roleplay là chơi như thế nào? Suy nghĩ đi em. Roleplay ạ? Roleplay là chơi như thế nào? Roleplay là nhập vai hoàn toàn vào nhân vật đấy ạ, trong cái hoàn cảnh của nhân vật luôn, ứng xử như nhân vật ở trong hoàn cảnh đấy luôn đấy. Hết chưa, suy nghĩ kỹ hết chưa? Rồi, em nghĩ là như thế. Ừ, rồi, câu hỏi số 2. Em thích làm gì nhất trong thành phố OD? Em à? Em thích cướp ạ. Ngoài cướp là còn thích gì nữa không? Em cướp thích thôi mấy trò mạo hiểm như là đào đá này, rồi là đi ăn vạ này. Tại vì ở bên đồn cảnh sát là em khá là có tiếng vì ăn vạ hơi nhiều ấy ạ. À, em cũng quen biết đồn cảnh sát đúng không? Dạ vâng. Ừ, rồi, thêm một câu hỏi nữa nha. Nếu trong khi làm ví dụ mà chị bị dí thì em đứng ra thế thân cho chị trong lúc bi kịch không? Tùy trường hợp chứ ạ. Tức là có những cái trường hợp thì có thể hỗ trợ được, nhưng có những cái trường hợp thì chạy đi mới là cách tốt nhất. Rồi, cho chị hỏi là trong thành phố này là em có chấm anh nào chưa hay là có yêu đương anh nào chưa? Ây da, có cả câu hỏi đời tư luôn à. Đúng, câu hỏi này liên quan nhiều lắm, tại vì nhiều khi mình gian díu với các gang khác nó khó làm việc lắm em, khó lắm. À thế à, nhưng mà em công tư vẫn phân minh lắm chị. Ví dụ mà em có thích ai là em phải nói, tại vì gang chị là nếu mà vô gang đồng mà phát hiện mà có gian díu hoặc là kiểu mà không có rõ ràng trong lúc khai báo là đuổi khỏi gang đó. Ví dụ có yêu ai, có để ý ai hay là đã từng yêu ai cũng phải khai báo với chị nha. Dạ thì em... Chị chưa? Em có một bạn ở bên Chu Tước này, là em với bạn ấy... là thỉnh thoảng là hay đi hẹn hò với nhau. Đấy. Còn có anh Steve ở bên bên này luôn này, là anh ấy cũng em cũng hay đi chơi với anh ấy, nhưng mà là rồi. em không có tình cảm với Steve đúng không? Em chỉ đi chơi với bạn bè thôi đúng không? Còn em có tình cảm với bên Chu Tước đúng chưa? Dạ vâng. Rồi ok. Nắng đúng không? Rồi, cảm ơn Nắng nha. Về chờ kết quả nha em. Chúc em may mắn nha. Vâng, cảm ơn chị nhá. Em về đây ạ. Cảm ơn em. Xong rồi anh kia. Thôi tóc chết học, rồi. Tóc học đâu kìa. Trời, đẹp đi em. Ôi. Ôi sao em học dứt cái. Trời ơi. Cảm ơn. Anh ơi, bây giờ em căng lắm anh ạ. Thế bây giờ làm nào nhỉ? Bây giờ lại còn liên quan đến cả chuyện đời tư của em nữa chứ lị. Là chị hỏi là em có tình cảm với ai không, mà bây giờ lại em lại đang cặp với cả vịt ở bên Chu Tước, thì chị bảo là những cái chuyện bí mật của găng ấy các thứ ấy, nó ảnh hưởng.
À, anh hiểu rồi, ý chị là ví dụ mình ở trong cái gang nào thì mình quen người trong gang đó thôi. Ừ đấy, thế mới chết chứ. Rồi hỏi. Rồi, chết rồi, gài rồi, gài rồi. Sao rồi, tự dưng hỏi một hồi lại hỏi là không thích Steve à? Anh Steve, anh có setup gì không đây? Sao chị Me lại hỏi em là không thích Steve à? Má nó xạo quá, nó setup rõ ràng. Là sao? Tại sao em đi phỏng vấn vào gang lại hỏi là có thích Steve không là sao? Nào bây giờ anh nói đi. Tại sao anh làm như thế với em hả? Anh ghét em, anh nói một câu cho anh làm như thế à? Bây giờ lại bằng mặt không bằng lòng đúng không? Ngoài mặt thì anh tặng hoa cho em, còn trong lòng thì là anh đi ngăn cấm ở con đường phát triển công danh sự nghiệp của em đúng không? Anh không lo, anh không bao giờ làm thế với em biết mà. Chưa bao giờ anh đừng em ấy. Không, tại sao chị hỏi như thế? Tại sao lại phải thích Steve không là sao? Tại mấy bữa em không thấy chị Mai cứ hay trêu em là tha cho em sang chị đi à? Bây giờ thì em bảo đây chị Mai mừng quá, chị Mai hỏi đấy. Nói chung á là em mục đích mà mấy người đó tuyển em vào đây á là buộc phải làm dâu của cái sự bán xe này, hiểu không? Làm dâu ấy hả? Ừ đúng rồi, nó không sao đâu, chỉ giàu lắm chỉ lo cho em hết được. Ừ, nhưng mà tình cảm nó là cái thứ không để dùng tiền mua được anh ạ, nhiều tiền mới mua được ấy. Anh sẽ dùng tiền mua đó cho em Hải à. Sẽ mua tiền cảm cho em. Trời ơi, anh ở đây anh làm gì mà ai cũng bênh anh vậy hả? Ai không nghe anh nhá. Ui thôi anh ơi, chứ anh cứ mất tiền túi em này, em ngại lắm rồi. Ôi, em cảm thấy vui vẻ chứ Hải hơn chưa? Anh làm khó em thế. Em ôi, thôi. Ui anh tự lại anh làm thế. Anh nói với em mà, bây giờ em phải chuẩn bị tinh thần đi. Em chắc chắn là thành công rồi đó. Để em không có bài gì đấy à anh trai. Em hiểu anh nói không? Thành công gì anh? Chắc chắn là thành công rồi đó. Không biết được đâu, tình cảm khó nói quá. Giờ đấy cho nên là bên tiền, bên tình em chọn bên nào? Chọn đi. Bên tình, bên tiền em chọn bên nào á? Trời ơi. Sao anh nó đẹp vào mặt em thế? Trời ơi, người ta vừa... Em phải suy nghĩ về cái chuyện đó đi nha. Không mà em mà để thằng dịch của nhà anh buồn là em biết cái chuyện gì xảy ra rồi đó. Ủa, anh định làm gì em? Chưa anh buồn không, thì anh sẽ sang bằng em nhá. Anh sẽ sang bằng cái tiệm bán luôn. Ây da, ghê quá ta. Khó đấy nhờ. Trời ơi, giờ định. Ủa thì... Lại có vali nữa đã. Trời ơi. Trời ơi, anh mang cái vali to đó, đè chết em mất anh ơi. Ôi, vali trong chất lượng ta. Anh tặng cho, anh tặng thôi cho anh, không có ép được gì trơn á. Không ép bừa đâu, chỉ rất trời nhiều tiền. Trời ơi. Em thực ra chỉ rất nhiều tiền. Anh Steve ơi, cái gì đấy? Cái gì xách cả vali ra rồi, ôi mà dô kìa. Anh đào thế người ta chạy mất. Trời ơi. Ý anh Khánh là anh chỉ không bắt ép chọn ai cả. Anh chỉ ý cho chị rất nhiều tiền để gợi ý cho chị thôi. Gục thở anh em, gục thở đấy. Gợi ý mà đúng không anh Khánh ạ? Đúng không? Xách cả vali ra đâu chịu luôn á. Anh ơi, cái ngày mà em đám cưới hả? Anh mời chục ca sĩ nổi tiếng tới. Ôi trời ơi. Cái vali này anh đem 100 cái vali tới luôn. Ngất rồi kìa, ngất xỉu rồi. 5 minutes later. Nè anh Khánh nói với anh á là giờ vô em cũng không phải lo tiền bạc gì đó. Còn ở bên đây. Dạ, chết rồi. Giàu vậy. Cái anh này anh cứ đưa tiền em là sao? Another one. Em đang bảo là ví dụ bạn đây anh ơi, cái tay chặt tay bây giờ. Nào. Lại nữa. Khánh ơi. Để cho tụi em có bây giờ cứ đi qua là đưa 10 triệu thôi, chết mất tôi. Bố em ở quê bảo là của cho là của nợ đó. Trời ơi, anh này là như thế nào? Trời ơi, anh đừng cứ lại đây anh đứng. Này phải đi báo cảnh sát thôi, bây giờ là 50 triệu rồi. Trời ơi, của đêm nó lăn kinh quá. Ừ, nói bây giờ anh nói đó. Chết. Cho nên đó là bây giờ em phải chọn đi. Em phải quyết định, nó quyết định nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của em. Em chọn đi. Để em suy nghĩ nhá. Này, nó liên quan nhiều thứ quá anh ạ. A few minutes later. Cảm em thấy nó thoải mái quá đúng không? Chị em thấy là chị cứ trả tiền lại chị ạ, chị trả tiền lại đi. Đúng rồi, bây giờ nè, nếu mà em không chấp nhận đúng không? Em cứ trả tiền lại. Đấy là một hành động. Nhưng mà 50 triệu hơn nhiều á.
Nhưng mà anh đưa tiền em có nói gì đâu. Em có bảo là phải vào đây em đưa tiền đâu đúng không? Ồ, anh đâu có bảo là phải vô đâu. Đúng rồi, đó, sao đâu. Tiền là không điều kiện mà, tiền là không điều kiện. Đúng rồi, tại em dễ thương đúng không? Em giàu anh gì đó được không? À, chứ em giỡn. Trời ơi, chứ lẻ thì chết em rồi. Chị ơi, đi về thôi, chị về. Có cái gì chứ, em về bao. Đi về là bao đi về bao. À, cái thằng này nó về cái gì vậy? Mày này, mày này, mày bỏ đi. Đi về thôi. Anh còn Từ từ, anh ơi, từ từ để em xem hai cái thằng này nó làm cái gì vậy? Sổ đỏ. Em cầm gì đó, anh hát nha, em cầm gì đó. Em cũng cầm zoom, cầm zoom, sổ đỏ với bạn à. Em thích xài gì em xài nha. Ôi trời ơi, anh mau đến chưa? Dạ. Má hai cái thằng này. Bỏ cái thùng với giờ đây kiểu kia. Cầm hộ. Để. Cầm hộ má, thì căng thế. Mày nó bán cả em luôn má, anh ơi. Từ từ anh. Nhét cốp. Anh ơi. Mày đi đây, bỏ cái thùng với trong kia cho thầy má nhanh. Anh này, anh Mao ơi. Nhét cốp. Hai cái thằng này em yêu thương chúng nó, em quan tâm chúng nó như thế. Mà chúng nó còn bán cả em thì anh nghĩ là hai cái thằng bố thằng mẹ anh mang về anh đóng giả để anh nghĩ là chúng nó có mờ mắt về tiền không? Anh sẽ trả tiền cho nó để nó đóng giả để nó lôi em về, em hiểu không? Nhưng mà ấy, số tiền anh trả sao bằng nhiều bên này được, bên nó vào nó thấy nhiều tiền nó khai phát mất làm sao? A few minutes later. Ra cho nên cho biết. Bên này là nhiều tiền lắm. Đi. Cái lối đi của bạn luôn hả? Tôi muốn hỏi chuyện ông chủ cái nhà ông chủ. Dạ. Mình vào đây nói chuyện tí đi nhở. Nghe con tôi gọi điện. Con tôi gọi điện có bảo là bên này thấy bảo là đột biến tóc hồng chuộc gì mua con tôi hay là gì đấy mà tôi ủa, chưa con, hiểu là con ăn lại vâng con tôi là Năng đấy, bé Năng đấy, bé Năng chúng mình nói chuyện dạ. Là như thế này tôi với cả anh này có con bé Nắng đó con của hai vợ chồng đấy thấy bảo là anh Khánh này đưa cho con bé Nắng 5 triệu rút nốt nó đó là qua yêu thằng Hải đó. Ôi trời ơi, làm gì có ơi, chuyện ơi, này anh cũng nói luôn cái đó là 50 triệu anh cho chơi chơi cho chơi học em thôi à trời cho chơi giàu thôi. Quá rồi đây nha còn đâu anh bảo là anh bảo là anh cho em dâu anh bảo thế ạ. Đây để anh bảo gì nhưng mà anh không có ép gì đâu. Anh ơi, bây giờ em nói này, bây giờ con bé này ấy, nó không nhé làm em dâu anh thì để em làm cho. Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy kìa. Ơ kìa. Chết vợ con này chết. Rồi xong. Tôi là trong một chút gọi là một cúp nấm bậc hơi bóng chút. Đã bảo là chọn nhầm thằng bố và mẹ rồi. Mẹ Hằng ơi, Mẹ Hằng ơi, đây kể cho. Thực ra thì anh ấy gửi có 50 triệu em bảo là về làm dâu thì anh gửi cho 10 tỷ á. Thì bây giờ bảo là em đã bảo là anh phải chọn người đàn ông mà anh đi chứ. Mà mất cái tiền rồi. Đây có vali luôn ạ. Trời ơi. Trời anh mang cái vali to đó để chết em mất anh ơi. Ôi vali trong chất lượng ta. Anh tặng cho anh tặng thôi chứ anh không có ép buộc không gì chứ không ép buộc đâu chỉ rất nhiều trời ơi em phải thực hiện chỉ rất nhiều tiền anh xin mời cái gì đây cái gì xách cả vali ra rồi mà do kìa anh đào thế người ta chạy mất trời ơi ý anh Khánh là anh ý không bắt ép chọn ai cả anh chỉ ý cho chị rất nhiều tiền để tự ý yêu chị thôi gục thở anh ơi gục thở gợi ý mà đúng không anh Khánh nhở đúng không xách cả vali ra đâu chịu luôn đó anh ơi cái ngày mà em đám cưới hả anh mời một chục ca sĩ nổi tiếng tới ôi trời ơi tối ngày à vali này anh đem 100 cái vali tới luôn ngất rồi kìa ngất xỉu rồi